các bạn ạ. Bây giờ là 12:20, ngày mai là bọn mình sẽ dậy từ 5:30 để chuẩn bị đi quay, và bây giờ thì mình vẫn đang phải sửa kịch bản này. Vẫn phải đang sửa kịch bản, sớm mai còn phải dậy sớm nữa. Sắp Tết rồi, chạy cố nốt cái bài này. Buồn ngủ quá, buồn ngủ lắm này các bạn này. Nhưng mà bây giờ không sửa mai không quay được, bây giờ không sửa thì không được, phải sửa xong. Ngủ này, quyết tâm, chúng ta sẽ làm được. Bạn Nhẫn đang bắt màn đi chuẩn bị đi ngủ rồi. Mình được đi ngủ rồi các bạn ơi. Nói bé Hồng Yến nghe tiếng mất. Bây giờ mình sẽ đi ngủ và hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày mai. Dâu còn chưa kịp cáo đây. Đấy hả? Ngủ anh. Ngủ à? Sao mày đi quay? Nha. Cảm dỗ quá các bạn ạ. Lúc nãy cái chăn kia gọi nó bảo là anh hãy chiếm lấy em đi, anh đừng rời bỏ em. Rồi xong rồi mình bảo là đéo, anh phải dậy kiếm tiền. Ngoài trời vẫn tối om luôn. Xong rồi vẫn phải dậy đi quay. Hôm qua đến 1 giờ mới lại đi ngủ. Mình muốn ngủ quá. Bây giờ thì mình sẽ cạo râu để hóa thân thành trai trẻ. Oh, xin chào Hi. Trời ơi, con Hi. Hi xinh đẹp và lung linh. Hi xinh. Hi. Em à, em bắt đầu cảm thấy thích tôi rồi đấy. Tôi cũng thế. Hả? Xin chào mọi người, mình là Hải C đây. Mình là Hải C đây. Mình là người đến sớm nhất ngày hôm nay nha. Nhưng mà chưa dừng lại ở đấy, mình còn đẹp trai nữa cơ. Vãi cả kích. Giặc của anh kìa, nhốt con giặc của anh vào nhanh lên. Cái gì nó đáng yêu như thế, nó ra đón mày. Em thấy... cũng đáng yêu mà. Mày thấy có ai ra đón mày ngoài anh và nó? Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ làm tóc nha mọi người. Đây là nhân viên quán tóc. Anh ơi, hôm nay mình cắt kiểu gì đây? Em hối cua anh ạ. Hối cua à? Vâng. Anh nghĩ với chất tóc này của mình thì mình nên dưỡng đã rồi. Vâng. Dưỡng của bên mình thì là gói rẻ nhất là 1.1 triệu. Thôi em nghĩ là anh nhuộm cho em trước này, xong rồi mình dưỡng xong rồi hồi cuối cũng được. Bạn nhân viên ơi, đi vào trong kia nhé, không ra đây nghịch nhé. Nhân viên thì phải làm chứ, nhân viên phải làm là đúng rồi. Ra đây nghịch. Nghịch cả không được nghịch nhá. Đấy đúng rồi, thế là không được. Mình nhuộm trước nhá. Vâng, để anh nhuộm cho em. Thôi bây giờ anh làm xoăn cho em, xong rồi nhuộm này, làm xong rồi dưỡng, xong rồi hãng cua nhá. Hôm nay nhà mình có hội đa cấp vào thăm đấy. Chú rể đấy. Chào mọi người, hôm nay là lễ đính hôn của mình. Thì ở đây có rất là nhiều người để chuẩn bị phù dâu phù rể đấy. Cô dâu đâu ạ? Cô dâu. Ê, chết rồi. Hoặc tính tay ba. Em, sao mà mình không chồng được mà? Cần gì ba phải cho đúng đúng lên thế? Sao các em phải làm thế? Anh ở đây Thì sao? Anh quay cho các em đấy này. Sao chồng đẹp trai mà hai con vợ nhìn gì? Hai con vợ quá xinh đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn. Không ai xinh bằng. Tránh ra nào, chúng ta mới tới rồi. Wow, thật ra chúng ta với nhau. Không phải đâu, đây chính là người tình của tôi. Để có được bạn trai như này, các bạn cần có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Mời mọi người ăn sáng nha, bây giờ mình ăn sáng đây. Bây giờ mình sẽ ăn sáng. Ok, mình đã cho phép các bạn xem mình ăn sáng nha. Mời cả nhà ăn sáng nha. Út, đi quay thôi. Đi quay thôi. Đi quay đâu mọi người? Đi thôi. Em bị trẻ trâu à? Anh bị báo à? Anh ơi! Em biết anh là ai không? Thực ra là mấy lâu nay anh đã giấu thân phận của mình. Đây là nhà anh đi thuê. Đây là xưởng mà anh là công nhân ở đây đúng không? Anh anh làm ở đây đúng không? Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ cho mọi người xem trẻ trâu nha. Tự nhiên cái thằng trẻ trâu ở đâu nó phi vào trong xưởng nhà mình ấy. Chị nhá? Tự nhiên thằng trẻ trâu ở đâu nó phi vào trong xưởng nhà mình ấy, nẹt bồm mầm ấy nhở chị em ạ. Anh ơi, anh là ai đấy? Sao tự nhiên anh phi vào xưởng nhà em, anh nẹt bồm mầm đấy hả? Anh là ai đấy?
người nên chưa bao giờ mà tôi thấy đông người như thế này luôn mọi người ạ. Cái gì đấy, phóng lợn à? Kiếm đâu ra đấy? Các bạn tưởng thế là ngầu à hả? Các bạn tưởng thế là ngầu à? Tưởng thế là ngầu à? Hàng chục thanh thiếu niên mang hung khí đến điểm hẹn rồi hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn thì những dòng bình luận trên mạng xã hội khiến người đi đường một phen khiếp vía. 3, 2, 1, quay. Ôi, chạy nhanh. Chạy nhanh. Đấy, cái đội vệ sĩ nó chỉ như thế này thôi, chạy có một đoạn. Trời ơi. Mọi người ơi, giờ bọn mình đang thực hiện một cảnh quay thế kỷ. Đây nha, để mình quay cho các bạn xem. Đây nè. Đây sẽ là một con xe nâng. Mọi người ơi, bây giờ là 12:10. Tôi cũng sắp chết rồi. Tôi còn sống. Ăn cơm chưa thôi. Chào các bạn. Vừa bú ba điếu thuốc xong giờ phê. Còn mắt đỏ thế là ngầu. Mắt đỏ đấy. Ủa thế không? Mắt đỏ thật đấy. Ừ, mắt đỏ mà. Ê, ngầu mà. Mắt chết rồi. Phê nicotine. Ok, xin mời cả nhà ăn trưa nha. Xin mời. Bây giờ để cho các bạn có tinh thần làm việc thì mình sẽ nhảy các bạn. Mình sẽ nhảy tặng các bạn. Nhảy các bạn. Nhảy tặng các bạn. Trời ơi, say quá. Yo. Yo. Say này phải quay tiếp thôi. Say này không quay được rồi. Trời ơi. Nhớ quay cảnh này say quá, không quay được nữa, đi về thôi các bạn ơi. Đúng rồi. Ông bà này dọn nha. Đi về đây, bye bye. Ai được trả tiền mà. Thì anh chị được trả tiền cho mình. Người nào được trả tiền thì dọn. Thì anh chị được trả tiền cho mình. Anh không trả nữa. Không trả nữa. Hài ghê em, hài ghê. Đấy các bạn thấy chưa? Chỉ vì vài đồng tiền chúng lại đi dọn mà. Tư bản thao túng thôi. Cảm ơn các bạn đã đến với buổi quay thứ 2 của Sát Thủ Tập Sự. Tôi là ông chủ của tập đoàn Diêm Gia, Diêm Công Hải. Nhấn cho mình xem cái này. Ôi, đây là đầu. Đầu khớp, ông chủ. Hôm nay ông sẽ thực hiện thử thách giết người không ghê tay. Ông xoan vào đâu? Được, cái xoan đây. Đưa xoan đây. Xoan làm gì có xoan, đây chỉ có cái xoan. Đây, em hưng cụt. Em không mọc tay hả? Mọc tay để ăn Tết các bạn ạ. Để qua Tết lại cụt tiếp. Đây là hi này. Ủa? Hi nhá. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Đây mà dám bảo vệ. Tử thiêu. Tiểu thư con gái Dương gia, đối thủ của chúng ta. Ôi anh ơi là anh ơi. Cơ sao anh lại toi đời? Vẫn chưa dạy thằng em tù. Mà giờ thành quá cơ. Yeah, yes sure, chắc chắn là như vậy rồi. Các bạn ơi, chiêu quá. Đây này. Bây giờ bọn mình phải đi tập sự làm sát thủ. Ở đây là có các bạn fan ở đây để xem bọn mình tập. Còn đây là Tuna là đánh trong thổi kẻ đại tỷ thổi tỏ tỉ tê tỏ tê. Im không? Đây là sư huynh của mình, hôm nay sẽ dạy mình là làm sát thủ. Còn đây là các bạn fan. Đấy, ở đây. Đấy, im mồm nào các con chó của anh ơi. À, đấy thì hôm nay chỉ có idol và only fan ở đây thôi. Ngoài có cái giá điện thoại đỉnh quá. Anh kiếm được cái giá điện thoại đỉnh. Đây để mình cho các bạn xem giá điện thoại của Kim Hoài nhá. Con này á, nó đi quay nó không quay đâu, nó chỉ rình rò để quay TikTok thôi. Đây nè. Mình là idol top top mà mọi người. Cái này mọi người ơi, đây. Để điện thoại ở đây và nó đứng ở đây nó quay được chưa? Vâng. Cái này tớ phải trồng mấy năm trước thì tớ mới có cái giá điện thoại này đấy mọi người ạ. Không phải là bố là được đâu. Trồng nhưng mà tại sao nó biết nó mọc cái này? Em ơi em làm gì ấy? Chị ơi, em đang xiên cho cây nó chết. Chết nó tự ngã là đỡ phải chặt. Em có bị thần kinh không? Vâng, em bị thần kinh. Mọi người ơi, bây giờ là 1 giờ rồi mình vẫn chưa được ăn. Còn mọi người thì đang phải quay ở kia kìa. Đây mình sẽ cho các bạn xem nhá. Đó, mọi người thấy chưa? Đang ngồi quay lay lắt. Tôi đói quá. Quẻo luôn. Công chúa ngủ trong rừng. Trời. Cái gì là đây?
Chết rồi, dậy rồi. Tỉnh rồi, tỉnh ngủ rồi. Tỉnh ngủ rồi. Cứ tưởng là không phải mà là giỡn người là đấy. Mời cả nhà ăn trưa cùng bọn mình nha. Hôm nay chúng mình đi picnic này. Đây, chúng mình ăn bún cá nha. Đây, bún cá rất là ngon. Ui, hòa nhìn như Hàn Quốc. Bòi Hàn Quốc. Đấy. Bị chất số, chừng chất. Mày cầm mồm đi. Đấy, xin mời mọi người. Đây là bạn Yến. Đây là suất của mình đây. Mình giới thiệu cho các bạn xem. Bún cá cay Hải Phòng ở Bắc Giang. Xin mời cả nhà ăn ngang bún cá. Bún cá cay Hải Phòng không lằng nhằng, bằng bằng. Cái đéo gì cũng phá. Cái đéo gì cũng hay. Cái đéo gì cũng cười. Như thế này, như nó dán khổ như thế này. Còn cái lười. Mày tưởng gọi là xong à? Nói kìa chồng. Hải ơi. Quay xong chưa? Quay xong rồi. Đi về chơi mèo lổ thôi. Mèo lổ. Đi chơi mèo lổ. Ăn ngày tiếp theo quay tiếp. Các bạn ơi, thế là chúng mình sờ toang tiền rồi. Tết này có bánh trưng ăn rồi. Nhân viên chúng mình vui lắm. Trời ơi, hơi vất vả thế thôi nhá. Không sao, tiền cứ nhiều là vui rồi. Nhưng mà có trả tiền không đã? Có trả tiền không nhỉ? Thì cứ coi như là trả đi. Quay cho này năng lượng. Thế là không trả. Ok các bạn ơi, chúng ta sẽ đi về nha. Chơi mèo nổ. Đi ăn. Đi ngủ. Mấy hôm nay mình thiếu ngủ quá rồi, mình không thể chịu đựng được nữa. Cho nên mình sẽ ngủ luôn. Ngủ 5 giờ phải dậy. Tỉnh dậy rồi, bây giờ đi về nhà thôi. Let's go. Boom. Xin chào các bạn đã đến với buổi quay thứ 3. Mình là C. Yeah, hôm nay mình với ông chủ đã đột nhập vào lâu đài của Dương gia. Gia thế. Lâu đài Dương gia là nơi Dương tiểu thư sống. Hôm nay bọn mình sẽ vào đây để bắt cóc tiểu thư. Được chưa? Vào tận nhà bắt cóc, bắt cóc không nhốt trong nhà xong rồi mình vào đây mình làm vlog. Đấy, đi vlog một ngày đi bắt cóc. Ok chưa? Các bạn cùng mình. Đấy. Đây ơi, tiểu thư đây ơi. Đây. Ê, bắt cóc rồi. Bắt cóc rồi. Dễ nhỉ? Dễ đấy. Đây, vào đây nhốt luôn này. Đấy. Vào đây. Đấy, được chưa? Rồi, quá đơn giản luôn. Xong, mình đã làm xong vlog đi bắt cóc. Các bạn nếu mà thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho channel bắt cóc của mình nhé. Nếu mà video này được hưởng ứng thì chúng mình sẽ bắt cóc nhiều người hơn. Yeah, yes, sure. Chắc chắn là như vậy rồi. Yo. Cảm ơn các bạn nha. Bây giờ bọn mình sẽ phải đi lấy ghế. Ok các bạn này. Ở trong này rất là vang cho nên mình sẽ thể hiện cái giọng hát của mình cho các bạn nghe nhé. Bây giờ em biết vì sao. Vì sao bây giờ. Hết vàng rồi, hết hay rồi. Lại vào lại. Vì sao bây giờ. Vì sao nãy giờ. Cứ vì sao. Hay quá. Yeah. Chào các bạn nha, hôm nay nhiệm vụ của mình là đánh đèn nha. Đúng rồi, đúng ra là nhiệm vụ bắt cóc là của thằng này. Nhưng mà hôm nay chết rồi, nên đi đánh đèn. Số nhọn nào chết sớm thế. Chịu thôi, xấu rồi chịu. Cúc Hà, trời ơi, tiểu thư. Tiểu thư đẹp quá, đẹp quá. Ăn cơm thôi, ăn cơm trưa thôi, ăn cơm trưa thôi, ăn cơm trưa thôi. Ôi, mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Ai đang mời cả nhà ăn cơm? Nào, lộn mèo nhá. Lộn mèo nào. Ôi. Đau. Mẹ lộn mèo á. Chết người. Ấy, giả vờ nghe điện thoại đau quá. Đau quá, giả vờ nghe điện thoại. Đỡ quê mày. Khổ thân, đoàn phim lúc nào đi quay cũng dính mưa hết. Khổ thân quá. Đi vào nhà uống trà hưởng thụ thôi. Các bạn ơi, bây giờ trời sắp tối rồi. Chúng mày chúng mình vẫn phải đi quay. Nhưng mà cho các bạn xem cái này nhá. Xem cái đẹp nhá. Đây. Còn đây thư Dương gia, còn đây là con hầu. Mình review tiểu thư cho các bạn xem nhé. Đấy. Khăn lông chồn. Trông
trông rất trồn. Lông trồn trông rất trồn, rất là có hồn. Rồi, vương miện ngọc trai, kim sa hột lựu được chưa ạ? Vòng cổ ngọc trai. Mắt ngọc trai đó. Rất là xinh đẹp nha. Rất là đáng để lấy làm vợ. Lấy luôn. Ôi chết rồi, chồng ấy hết trong bóng vợ ấy. 18:41. Và bây giờ chúng mình vẫn đang quay. Yeah. Quay con cái gì? Học nhảy đi. Ê, gương kia kìa. À, okay. Lớp nhảy thôi. Ok, vào lớp nhảy thôi. Gang. Anh viết đôi bài tình ca, cùng đôi mắt long lanh, cầm guitar hát vang là lạ. Anh viết xong bài tình ca, thì ta đi ăn cơm. Đây rồi. Bây giờ chúng mình sẽ phải dọn đồ xuống bên dưới để tí nữa quay tiếp. Chưa được đi về. Hôm nay quay đến đêm luôn. Yo! Cho các bạn xem cái này xinh lắm. Đây này. Đấy, thấy chưa? Đẹp chưa? Xin mời mọi người ăn cơm tối nha. Ôi trời ơi, tối này. Mình thích ăn sáng thì em định ăn cả gì em. Mọi người ơi, bây giờ là 9:30, bọn mình đang thực hiện nốt cảnh quay ở trong nhà. 9:20 mà. Ừ thì mọi người vẫn còn rất là nhiều năng lượng mọi người. Mình là 100% công lực. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái này nhá. Cũng hay. Đây. Đó, đẹp chưa? Đây là bài tuyết. 22:14:38:39:40 Này, bọn mình vừa quay xong buổi ngày thứ 3. Yeah. Vui không ạ? Vui. Vui quá. Yeah. Ấm vui. Cho em tiến đi tiếp nước. Vâng, anh cũng phải tiếp nước rồi em. Thôi mình tiếp chung nhé. Chung một chai, mỗi người nửa chai. Cho nó tốn tiền. Hẹn gặp mọi người vào buổi quay ngày thứ 4. Bọn mình vẫn chưa quay xong các bạn ạ. Bài quay khó quá. Mình rất là hối hận. Nhưng ai là chế người sáng tác bài này. Cái chế bài gần Tết. Sao lại hối hận chứ? Hối hận chưa? Hối hận khi chế bài này gần Tết. Đúng không rồi. Được ăn Tết, không được đi chơi Tết. Không được chuẩn bị Tết. Ok, cả mọi người vào ngày mai. Bye. Hello các bạn, hôm nay là buổi quay thứ 4. Bọn mình đã có mặt ở nhà Dương Gia để quay buổi quay thứ 4 đây rồi. Bây giờ là 9:48, hôm nay chúng mình đã được ngủ đến tận 7 giờ. Quá là sướng, quá là phê. Hôm nay quay đến 12 giờ đêm là xong. Trời ơi, hôm nay quay đến Tết luôn. Quay đến mùng 1 nhá. Quay đến mùng 1. Hôm nay chúng ta sẽ quay như điên. Em có đồng ý không? Thế dễ mèo quay lúc nào không chịu đâu. Dễ mèo một Tết. Ui dồi, em không đồng ý đâu ạ, em muốn quay đến mùng 2. Con Hào xinh quá. Bạn Nghiệp Dư đây, bạn lộn không biết lộn này. Chỉ tôi lộn này. Đấy, thấy chưa? Các bạn biết tin gì chưa? Tin gì? Đóng máy rồi. Đây là ngày quay thứ 4 và bọn mình đã được đóng máy vào 28 Tết nha. Không phải em ơi, bây giờ là 17:35. Dạ. Yeah. Trời, rất là tối rồi và bọn mình đã kết thúc cảnh quay cuối cùng vào 17:35. 28 Tết. Yeah. Sắp tới năm Giáp Thìn, chúc mọi người một năm Thìn đẹp. Yeah. Thìn đẹp là gì hả anh? Là một năm Thìn thật là đẹp em. Em. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn vào video của năm sau. Woo! Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Happy New Year.